gì nữa ạ? Quy B các bạn người người ta cho là 50 rồi, quy còn bao nhiêu? Còn cái chất trong công thức ấy lập lại đi, đừng nhìn cô xem trong cái công thức á. Đây. Đạo hàm của quy theo B có nghĩa là chúng ta tính đạo hàm của gì ạ? Cái hàm số này. Thì các bạn nhớ lại học thứ hai rồi. Bằng 1, đúng không? Rồi. Đạo hàm của 200 bằng 0. Đạo hàm của trừ 2B bằng mấy? Thế là ra bây giờ cô quy định nhá. Cô cho cái hàm này, ví dụ 200 trừ 10B vậy đạo hàm của cái này bằng bao nhiêu? Giảm mạnh luôn đấy, gọi là
là mình chết chắc đấy. Cho nên vì sao làm kinh tế người ta phải tính, vì sao làm marketing các bạn sẽ thấy tại sao người ta bảo bán chết doanh thu người ta không khó bán được, tự nhiên sao sếp quyết định lại tăng giá. Người ta tăng là người ta có lý do của người ta, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận người ta vẫn thì là tăng. Thế là chúng ta sẽ đọc tiếp phần kiến thức tiếp theo là doanh thu nha. Và nếu mà mờ thì có nghĩa là cái vấn đề này chúng ta không nên áp dụng cái việc doanh thu đâu, thì chúng ta sẽ làm phải tập này. Đây là chúng ta đi hai trường hợp đặc biệt mà nó có liên quan đến ngành dược của mình, cầu không co giãn và cầu hoàn toàn co giãn. Đây là hình dáng đồ thị ở các mức độ khác nhau. Trường hợp là gì đây ạ? Cầu không co giãn là gì ạ? Cầu không co giãn là các bạn thấy giá biến đổi bao nhiêu thì lượng cầu cũng không thay đổi. Cái đường cầu nó dựng gì ạ? Dựng đứng song song với trục gì ạ? Tung này. Còn cầu co giãn nhiều, cầu co giãn hoàn toàn, tôi xin lỗi, cầu co giãn hoàn toàn có nghĩa là nó nằm song song với trục này, giá không thay đổi mà lượng cầu mình mua bao nhiêu cũng được. Trên thị trường có những cái loại hàng hóa này hay không? Lượng cầu không thay đổi, giá bao nhiêu cũng mua, giá mặt hàng mà giá bao nhiêu tôi cũng mua. Đây ạ, thì nó thể hiện bằng cái đường cầu được đúng rồi. Còn nếu mà có cái loại hàng hóa hoàn toàn co giãn, có nghĩa là giá không thay đổi, hàng hóa anh mua bao nhiêu cũng có. Rồi đối với trường hợp này, ở cái góc EBD nhỏ lớn hơn một này, cầu co giãn nhiều, các bạn thấy nằm đường cầu có hình dáng là nằm gì ạ? Gần song song với trục hoành, gần song song. Cái góc này nó rất là nhỏ. Rồi nếu mà co giãn nhiều và co giãn ít thì các bạn thấy cái góc này, cái độ dốc này rất là lớn. Thì cái hình dáng mà để quyết định rằng nó nằm ở cái mức, nằm ở các cái độ này bao nhiêu là người ta đo lường bằng cái hệ số co giãn này để quyết định lên hình dáng. Còn lúc đầu trước khi học vấn đề này, cô các bạn vẽ hoàn toàn mang tính chất định tính, vẽ lại thôi nhưng không biết là nó nằm ở cái góc độ nào và cái độ này hay không là quyết định mở cái gì ạ? Cái EB nào. Rồi bây giờ chúng ta sang cái trường hợp đặc biệt, cầu hoàn toàn không co giãn. Trên thị trường có cái loại hàng hóa này hay không? Có. Đặc điểm để nhận biết cái loại hàng hóa này là gì? Lượng cầu không thay đổi, giá bao nhiêu tôi cũng mua. Đặc điểm của hàng hóa này là gì? Đúng rồi, nào đó bạn nói dùng cái từ đặc trị, đặc biệt gặp trong ngành y tế của mình. Đúng không? Những hàng hóa mà càng khan hiếm thì sao? Càng khó mua thì giá càng cao và bao nhiêu cũng mua, đúng không ạ? Rồi trong ngành y tế của mình, những thuốc đặc trị, đúng không? Có những người bán cả da dài chỉ để đợi gì ạ? Thuốc ở nước ngoài ung thư gì đó, Mỹ biết nói gì đó về, đúng không ạ? Thậm chí là gì ạ? Không đợi được, tiền cũng chẳng đầy làm gì cả. Và chấp nhận là bao nhiêu cũng mua, ngày 19. Rồi ở thị trường chợ đen các bạn có thấy là vấn đề gì ạ? Nói ở đây là góc độ thị trường chợ đen thôi chứ chúng ta không buôn bán nội tạng, đúng không ạ? Không buôn bán nội tạng. Nhưng mà thực tế là gì ạ? Bao nhiêu cũng mua. Có khan hiếm không? Có khó không ạ? Có. Tóm lại là ví dụ như khẩu trang của mình, có những người mua đến 300 ngàn. Vì cần là nhà hết sạch rồi đi đâu có, thậm chí cũng phải chấp nhận mua 5.000 cái, 7.000 cái cũng phải mua. Đúng không ạ? Đang bao nhiêu cũng mua, đang cần mà khan hiếm không có. Thì những cái gì thì ạ? Khan hiếm. Đấy là quy luật của nước à, trong học ai đã từng ở đây, các bạn học kinh tế rồi chắc các thầy dạy kinh tế cũng có nói được quy luật của nước và kim cương. Nước có cần cho sự sống không? Đúng không ạ? Nước chiếm 70% cơ thể sống của chúng ta, có đúng không ạ? Mà nước mắc hay rẻ? Các bạn cứ tặng câu một cái, tặng câu cạnh tranh nước, tính câu về nhưng có cửa kim cương này là cái nó tặng cô công. Kim cương.